Xin chào mọi người. Hôm nay Hòa sẽ hướng dẫn mọi người cách thiết lập cái kênh YouTuber của mình. Thì cái kênh YouTuber thì bạn phải có một cái tài khoản Gmail. Bạn thiết kế những cái tài khoản Gmail của mình và từ đó thì bạn sẽ phát triển được những cái kênh YouTuber của mình và bạn chia sẻ những cái video của mình lên kênh YouTuber. Đây là một cái kênh giúp cho chúng ta thứ nhất là quảng bá cái hình ảnh của mình, thứ hai là mình chia sẻ với cộng đồng tất cả những cái video của cá nhân, rồi video các cái hoạt động của mình, rồi mình muốn phát triển kinh doanh sản phẩm dịch vụ hay những cái gì đó thì bạn đều có thể chia sẻ trên kênh YouTube YouTuber này. Thì về các bạn thì cách thiết lập thì nó chắc nó cũng đơn giản thôi, nó cũng không có gì phức tạp cả. Nhưng cái quan trọng là cái việc mà chúng ta chuẩn hóa nó như thế nào, đấy là một vấn đề, và chúng ta áp bài nó như thế nào đấy. Thì hôm nay thì Hòa sẽ giới thiệu sơ bộ cách thiết lập đã. Đây còn về những cái công cụ chuyển video lên, up video lên, rồi cách thiết đặt nó như thế nào, rồi cách tạo các cái ứng dụng mà những cái quy trình khởi tạo trên đó như thế nào thì họ sẽ hướng dẫn ở những video tiếp theo. Rồi sau đây thì xin phép được chia sẻ với mọi người. Thế thì ở đây thì có một cái tài khoản của cái một bạn khách hàng của tôi, thì bạn nên là đang có cái tài khoản đây, tài khoản là tài khoản mail Gmail. Đó. Thì sau khi mà có tài khoản như thế này rồi, thì ở trên cái góc phải của màn hình chín cái điểm chấm này, trên cái chín điểm chấm đen này, đây bạn bấm chuột trái, chuột trái, nó hiện ra đây. Ở trên đây thì cái tài khoản này thì đã được tôi thiết lập cho một cái tài khoản doanh nghiệp rồi. Tài khoản doanh nghiệp thì có cả mail và tất cả những cái gì Google Maps, rồi cái gì liên quan đến doanh nghiệp mà kinh doanh bán hàng trang web các thứ là đều có trên cái tài khoản doanh nghiệp này tôi thiết lập rồi. Thì cái tài khoản doanh nghiệp này thì tôi sẽ giới thiệu một cái chương trình khác, rồi đây là xây dựng nhân hiệu cho cá nhân và doanh nghiệp đó, và xây dựng thương hiệu cho dịch vụ và doanh nghiệp. Còn ở đây thì các cái ứng dụng của Google là rất là nhiều. Đấy, sau khi mình thiết lập tài khoản xong thì mình sẽ có đầy đủ các ứng dụng như này. Mình có thể thêm các ứng dụng khác đó, trong quá trình khởi tạo mình có thể thêm các ứng dụng khác. Và đây là cái kênh này, kênh YouTuber. YouTuber thì cái cơ bản là nói thì khi mà thiết lập cái kênh này thì là kênh này nó sẽ chưa có gì. Đấy. Cái này thì về cơ bản là nó sẽ chưa có gì ở đây cả. Kênh của bạn này mở ra xem có gì. Thì mới tải được một cái video lên. Và hiện tại thì chưa có người đăng ký kênh. Thì sau đây là cái quá trình mà cài đặt. Thì đã đưa lên đây rồi, xuất hiện ở trên này để tạo một cái tài khoản cho mình rồi. Thì còn cách bạn muốn xuất muốn xem trên YouTube, YouTuber thì cái kênh YouTuber của bạn ấy, đây là một sự hiện diện công khai của bạn trên YouTuber. Bạn cần một kênh để tải video của riêng mình lên, bình luận vào các video và tạo danh sách phát kênh của bạn. Nguyễn Bảo Ngược. Trạng thái tính năng của kênh, tư cách thành viên. Thì ở đây thì chúng ta YouTuber nó sẽ đưa ra cái vấn đề là chúng ta phải đăng ký. Nếu chúng ta muốn là thành viên của YouTuber thì chúng ta đăng ký gói YouTuber Premium, cho là cái gói VIP. Còn là bình thường thì chúng ta không đăng ký thì chúng ta vẫn hoạt động được bình thường.
Nhưng mà cái gói này thì nó có nhiều tính năng ứng dụng hơn, mà nó sẽ giúp cho bạn là khi mà nghe nhạc thì nó không bị gián đoạn, mà xem video thì nó không quảng cáo. Đấy. Và nhiều lợi ích khác. Nếu chúng ta đăng ký, nhưng mà khi đăng ký cái này thì chúng ta phải trả phí nhá, trả phí hàng năm. Tính năng của kênh. Xin chào studio mới, tạm biệt studio phiên bản cũ thì mình thêm. Đây thì người ta YouTube năm mới cập nhật bản phiên bản mới. Xin thử xin sử dụng mô hình. Vậy thì đâu kỳ gì hơn nữa, ví dụ là đó, nâng tầm trải nghiệm sáng tạo cho mình. Ok, các kỹ năng cơ bản đấy thì các kỹ năng bậc trung và kỹ năng bậc cao thì được bật rồi này, thông tin cơ bản này, bảo hiểm này, chọn là quốc gia này, Việt Nam. Việt Nam gần như là nằm quất. Ok. Tiếp tục. Điền từ khóa. Ở đây thì về từ khóa thì nếu bạn mà muốn kênh của mình mà đến, đến người xem kênh của bạn, tức là cái thông tin mà bạn muốn muốn chuyển đến người xem kênh của bạn đấy bằng những cái từ khóa, thì tức là thứ hai là từ khóa nó giúp cho bạn trên công cụ tìm kiếm về cho khách hàng, cho những khán giả của bạn vào xem, người ta chỉ cần đánh một từ khóa thì cái kênh của bạn nó sẽ xuất hiện là đầu tiên. Đấy, hoặc là những cái từ khóa đấy thì nó đang hot, nó đang đang hot ở trên trong các cái công cụ tìm kiếm, nó hot ở những trang đầu tiên của cái công cụ tìm kiếm, thì khi mà khách hàng đánh vào từ khóa thì nó sẽ xuất hiện cho bạn ở những cái trang đầu tiên, và như thế thì bạn đang có lợi thế. Đấy thì để bạn thêm vào đây từ khóa, nhưng quan trọng bây giờ là bạn xác định cái kênh YouTube của bạn là kênh để bạn làm gì, để giải trí này, hay kênh của bạn để bán hàng, hay là kênh của bạn là dịch vụ, những dịch vụ nào đó, hoặc là kênh của bạn mang tính truyền thông, thì bạn phải xác định nhà cái kênh của bạn cái gì thì mình sẽ tạo từ khóa cho cái đấy. Ví dụ kênh của bạn này là kênh nó liên quan đến một cái nghiệp vụ của bạn là cái trải thông kinh lạc, thì tôi sẽ đánh thức một cái kênh này. Đó, một lần một từ khóa. Cái này nó hơi hơi hơi, hơi. Chẳng kinh cái chuyện không đúng không kinh nó hay bị nhạt đó. Bấm xong đã ấy. Tìm thấy ảnh chọn đơn vị là của Việt Nam nha, Việt Nam đồng.
kênh cho kênh lạc không biết à. Cái đối tượng khách hàng của trẻ thông tin là thoái hóa đối xứng. Chúng tôi xuất cho cái tí à. Nhạc cho nó. Đấy thì ở đây những cái từ khóa mà chúng ta đưa vào đây để thu hút khách hàng nhé. Tạm thời những từ khóa này. Cái dòng đi xong rồi nhỉ, thông tin cơ bản cài đặt nâng cao này, đối tượng xem chọn một tùy chọn đặt kênh đơn giản hóa quy trình làm việc, nếu bỏ qua cầu này bạn bắt buộc phải xác định từng video dành cho em thì em trên kênh của mình tùy chọn cài đặt này sẽ ảnh hưởng đến video biết có như sau, tùy chọn cài đặt này từng video riêng sẽ ghi đè lên tùy chọn cài đặt kênh đó. Tức là bạn sẽ bấm vào ngoài cái tùy chọn để bạn chọn khi nào. Ví dụ tôi sẽ muốn xem tùy chọn cài đặt cho từng video thì bạn sẽ phải xem từng video, lúc đấy thì bạn sẽ phải lựa chọn hai cái này, một là kênh này có dành cho trẻ em hay không, hai là kênh kênh này có dành cho trẻ em chẳng hạn. Đấy, bạn sẽ phải tùy chọn, mỗi khi bạn đăng tải một cái video lên bạn phải tùy chọn cái này và người ta mới cho phát hành nha.
Còn bây giờ nếu mà bạn bấm sẵn vào đây rồi thì cái kênh này, sale này nó sẽ không phát cho trẻ em đó, hoặc là bạn bấm vào kênh của trẻ em thì nó chỉ phát đến kênh dành cho trẻ em. Thì cái việc bạn lựa chọn cái đối tượng nâng cao này thì bây giờ nếu mà nội dung bạn chưa xác định là nội dung bạn sẽ dành cho chuyên biệt người lớn hay là nội dung chuyên biệt trẻ em thì bạn bấm vào đây, tôi muốn xem xét tùy chọn từng video, cài đặt từng video. Còn nếu bạn đã xác định nội dung dành cho người lớn hoặc nội dung dành cho em thì bạn tích một trong hai cái tích này. À. Đó. Thì và sau này thì bạn sẽ không phải lựa chọn, mỗi lần bạn đăng video bạn sẽ không phải lựa chọn nữa. Nhưng nếu trong chúng ta mà đang có những cái mà cả video dành cho trẻ em mà cả video dành cho người lớn thì chúng ta phải đặt cái tùy chọn này. Điều kiện sử dụng tính năng thì tôi đã bật hết rồi. Đó. Tính năng cơ bản chung và cao. Đấy. Đây, tính năng cơ bản thì là tải video, tạo danh sách, thêm cộng tác viên và thêm video mới vào danh sách phát. Thứ hai là video dài hơn 15 phút, hình thu nhỏ, tùy chỉnh, tính năng phát trực tiếp và khiếu nại qua content. Đăng tải nhiều video và tổ chức nhiều sự kiện trực tiếp hơn mỗi một ngày, đồng thời đủ điều kiện. Đấy, thì cái điều kiện của nó rất là quan trọng trong việc này. Khi nào bạn đủ điều kiện thì bạn có thể phát video trực tiếp được. Nó 4.000 người, bạn không phải 4.000 người theo dõi thì bạn phát được video trực tiếp, còn không thì bạn phải phát video qua webcam hoặc tải lên. Còn đến chế độ mà mặc định cho video thì ở cái chế độ mặc định cho video này thì nếu mà bạn biết cái tiêu đề vào đây và mô tả ở đây. Đấy, chọn chế độ hiển thị công khai, riêng tư hay không công khai thì khi bạn làm một video bạn nhớ là nhớ như này: một là tiêu đề, hai là mô tả, cái tiêu đề ngắn gọn thôi, và mô tả thì mô tả cho cái tiêu đề của bạn, nội dung video của bạn, và bạn chọn phát là công khai, riêng tư hay là không công khai. Đó, nếu bạn có nội dung chọn, bạn có thêm thẻ thì bạn gắn thẻ nó vào thẻ từ khóa. Đó. Thì bạn đánh từ khóa vào đây. Đó. Tuy nhiên bây giờ thì chúng ta chỉ lựa chọn cái này là cái mặc định nên là không cần. Cái còn phụ đề thì ở đây thì một số video bạn sẽ tạo phụ đề cho video. Đó, video thì ngôn ngữ chọn phụ đề cho và ngôn ngữ gốc của video thì cái ngôn ngữ của video chọn này nó sẽ hiện lên. Đó, ngôn ngữ ký hiệu Mỹ hay là Ả Rập hay là tiếng nào đó, ví dụ là ngôn ngữ của Việt Nam này. Ngôn ngữ tiêu đề và nội dung mô tả. Đó, chọn tiếng Việt. Việt cho bây giờ nó cũng đứng gần cuối. Giữ lại các bình luận có khả năng phù hợp để xem xét, giữ lại tất cả các bình luận để xem xét, tắt bình luận. Bạn có thể là ở đây bạn lựa chọn nhé, cho phép mọi bình luận này, hoặc là giữ lại bình luận có khả năng không phù hợp để xem xét này, giữ lại tất cả các bình luận để xem xét này, hoặc tắt bình luận. Bây giờ bạn tắt bình luận thì người khác sẽ không vào bình luận này. Bạn giữ lại bình luận để xem xét những cái bình luận mà nó không khả quan thì bạn có thể xem xét được, hoặc bạn giữ lại tất cả. Thì tất nhiên là khi bạn giữ lại tất cả thì tất cả các bình luận có vùng trái chiều, xuôi chiều nó đều hiện lên. Đó, hiện lên dưới cái video. Bạn tắt bình luận thì nó sẽ không bình luận gì hết và không ai bình luận được. À, vẫn một cái vấn đề bạn cần xem xét lựa chọn, nhưng mà thường thì để mà tăng sự tương tác thì bạn lên cho người ta bình luận. Đó. Ở đây thì mặc định giữ lại cái bình luận có khả năng không phù hợp để tôi xem xét. Chứng nhận cụ thể.
đó, chứng nhận một đề thì bây giờ bạn sẽ chọn là nội dung này chưa được phát sóng truyền hình Mỹ, tức là bạn cam kết những nội dung bạn phát lên đó. Nội dung này chỉ phát sóng truyền hình Hoa Kỳ nhưng không kèm phụ đề, nội dung này chưa phát sóng phụ đề kèm phụ đề trên truyền hình Hoa Kỳ từ bao nhiêu năm ngày hai, nội dung này không thuộc danh mục trong chương trình được tuyến yêu cầu phải có phụ đề theo ủy ban, đây là theo yêu cầu của luật của Mỹ nha, luật của Mỹ trong luật truyền thông. Đấy, thì chúng ta không chọn mục nào thì chúng ta không chọn mục nào, bấm đi đó. Tiếp tục là quyền đấy, các quyền vẫn bỏ gỡ chủ sở hữu. Bây giờ bạn mời thêm ai đó, thêm người vào. Mời thêm tôi nữa, người cho bạn đây, người quản trị cho bạn. Kiểm duyệt quản trị cho bạn. Người quản lý, người chỉnh sửa. Ở đây nó có mấy sự lựa chọn nha. Người quản lý thì có thể thêm xóa người dùng khác hoặc chỉnh sửa nội dung, nhưng mà không thể xóa kênh nhé. Đó. Người chỉnh sửa có thể sửa mọi nội dung, không thể thêm hoặc xóa người dùng khác, xóa video kênh hay ký kết hợp đồng. Tức là người chỉnh sửa sẽ thấp hơn một chút. Người chỉnh sửa có giới hạn, chỉ chỉnh sửa nội dung, không thể thêm một xóa người dùng khác hoặc xóa video, xóa kênh, ký kết hợp đồng. Xem thông tin người anh thu, người xem có thể xem nội dung, có thể chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào. Người xem gửi nhưng mà có quyền xem nội dung, có thể chỉnh sửa nhé. Người xem bị giới hạn này, có thể xem mọi nội dung trừ thông tin doanh thu, có thể chỉnh sửa bất cứ nội dung nào. Vậy bạn chọn cái nào? Người quản lý. Nào. Mà khi đã là người quản lý thì bạn phải có trách nhiệm với việc mà mình cam kết với chủ sở hữu nha. Không phải là mình vào đấy là mình làm những cái mà nó không tốt, nó ảnh hưởng đến sở chủ sở hữu không được đâu. Mình làm là mình vì chủ sở hữu, vì cái người mà mình nhận là mình nhận làm quản lý cộng đồng, thêm người làm việc này như với bạn thêm những người kiểm duyệt ở đây nhưng bằng các cái đường URL. URL là đường liên kết, đường link, thì bạn muốn thêm thêm một người dùng để thêm làm người Việt thì ở đây tôi không thêm ai cả. Bình luận video mới của bạn, giữ lại tất cả bình luận. Ok, bình luận trên tab cho phép bạn. Tin nhắn trong cuộc trò chuyện trực tiếp, giữ lại cái tin nhắn trò chuyện có khả năng không vừa để xem xét. Cái này thì tùy bạn lựa chọn nhé, có thể giữ lại hoặc không giữ lại. Rồi cái tin nhắn ý nghĩa không hòa thì tôi sẽ không giữ lại nữa. Hòa thuận. Mọi hoạt động sử dụng dịch vụ này đều phải tuân thủ điều khoản dịch vụ của YouTuber. Đó. Điều khoản nó như thế nào? Để tôi xuất qua cho bạn xem. Được thuận đã. Sau giờ bạn có thể tìm thấy hầu hết các thỏa thuận trực tuyến đồng ý mua hoặc một thỏa thuận trong phần cài đặt YouTuber Studio. Theo hướng dẫn sau đây, đăng nhập vào YouTuber Studio. Trên trình duyệt bên trái, hãy chọn biểu tượng cài đặt và chọn thỏa thuận khác. Bàn sao thỏa thuận đã ký. Đồng ý trực tiếp được gửi qua mail. Sau khi ký kết xong, nếu bạn đang sử dụng hệ thống quản lý nội dung CMS của YouTuber hoặc không thể tìm thấy thỏa thuận cần tìm, hãy liên hệ với bộ phận người sáng tạo. Đó. Tin có ý không? Tôi xem thì nên có đánh giá cho người ta. Ừ. Xong, xong phần cài đặt. Xong mình hành chính của bạn tiếp tục. Nhập mật khẩu.
Nó tôi quên. Nếu mọi người chờ chút. Luôn luôn đóng đóng mật khẩu, đóng mật khẩu, đóng khẩu có nhận nhau. Đặt mật khẩu hệ thống hai lớp, đây là phải có sự xác nhận của chủ tài khoản. Sau khi xác nhận chủ tài khoản rồi và tiếp nữa bên làm tiếp được, bạn mà muốn làm được cái này thôi. Tám tám chín giờ tìm luôn ạ. Nó đang là đâu đi. Cần phải thông tin này không biết là làm được. Cập nhật giờ làm việc với nhau trên cái kênh kênh website, cái website của cái tài khoản này bây giờ được cập nhật bây giờ làm việc thì ngày 8 tháng 3, 8 tháng 3 thì xác nhận giờ để cho khách hàng người ta biết người ta ghé qua. Ok, đi xong. Kênh tài khoản doanh nghiệp này và cái website phải thông tin. Lỗi thì chạy vô tình tôi bấm một kênh kia nó lại nó chạy quá lâu sức mình không mất. Nó no.
Chứ không nhận xong mình nên là những cái gì mình làm cũng lẽ nào không lưu chọn người quản lý vì vấn đề mà bạn chọn nha. Năm tám trời ơi, anh gọi anh bảo cho em này, em ngắt máy. Người ta gọi cho em ấy lại không nghe là con ngắt đi, không giữa được, nó không gửi số giữa mà nó gửi số, nó không phải nó gửi cho ba số đâu mà chọn số giữa, nó gửi cho cái tài khoản đấy ba số nhưng mà cái hiện trên màn hình chỉ được một số thôi. Đang xác định danh tính của YouTuber. Bây giờ để xác minh lại. Bây giờ xác định nhà xác minh này nó rất là khó, phức tạp lắm, nên là các bạn phải làm chuẩn xác. Nếu mà làm chuẩn xác thì sẽ bị sai và mấy lần sẽ bị khóa tài khoản. Mua 76 50 50 ok. Wow. 89 nó thấy nhiều mình đăng nhập nhiều nó lại bắt thêm một số nữa 89. Đăng nhập nhiều rồi nghi ngờ phải thêm một số xác minh nữa. Đấy là cái này bảo mật rất là tuyệt vời. Nếu bạn đúng là chậm.
Bây giờ có thấy cái mã nào không? Mã là sao số? Là gửi mã. Giờ ấy lại nha. Đấy lên nha, 41 nha. Được, ok. Chờ tí xem nó có bắt đấy nào. Nay vừa xong rồi. Đang xử lý. Mai 9 giờ anh thông báo nhóm thì có bớt chút thời gian và họp với nhau tí họp đi. Không nào anh thông báo chủ đề ấy thì vào. Anh gọi được rồi. Chạy lâu chạy lâu chạy lâu bạn nào bạn đấy thì ở cái công nghệ thì các bạn phải biết cách sử dụng và cái vấn đề là chúng ta để muốn bảo mật được tài khoản, thứ hai là giữ được tài khoản không bị hack, không bị hack ấy, thì chúng ta phải thiết kế các cái lớp bảo mật. Lớp bảo mật thì ở đây lớp bảo mật hai lớp thì bảo mật hai lớp này nó sẽ giúp cho bạn bất cứ một cái thay đổi nào thì bạn đều phải có xác minh. Đấy, xác minh trên cái công cụ của bạn như điện thoại, máy tính, những cái gì bạn đăng ký thì bạn sẽ phải xác minh trên đấy, xác minh bằng cái tài khoản của bạn thì nó sẽ rất là hữu hiệu và bảo vệ cho cái tài khoản của bạn sẽ không bị hacker nữa nó lấy mất. Bên tôi nó có gì đâu. Doanh nghiệp trong quá trình chờ nó thì tôi giới thiệu các bạn doanh nghiệp trên Google. Quảng cáo mất nét, cài đặt cái phần mềm cái phần mềm quảng cáo của cái nhân vật mà cài là máy cho tôi đấy là nó cài thêm cái này, cài cái mã rồi. Đây là doanh nghiệp các bạn, thành công kinh được bằng được nhờ ở cái trải thông kinh lạc là rất là hay. Cái phương pháp trải thông kinh lạc nó sẽ giúp cho chúng ta giảm bớt bớt căng thẳng mệt mỏi. Thứ hai là những người bị viêm khớp thoái hóa cột xương đốt sống cổ đốt sống lưng ấy, thì phương pháp trải thông kinh lạc là nó vừa kết hợp với các liệu trình điều trị. Các liệu trình thì gồm có các cái thảo dược, nó là cái vật liệu để bôi vào và hoặc là sẽ áp vào lưng, áp vào đắp vào lưng, đắp vào những cái chỗ phần cổ đấy, sau đó là dùng máy kích đấy, và dùng xoa bóp bấm vẹt rồi bấm các cái phần đấy thì nó sẽ phần viêm của các bạn thì kết hợp với khu vực xung quanh các cái trạng thái của các cái mạch rồi các cái vẹt bị thì nó sẽ giúp cho mọi người
đã không được cái kinh ngạc. Ừ. Ừ, trong web như thế này, và trong web này xuất hiện trên 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 Google. Ừ. Google Map, hiện trên Google Map. Đấy. Bạn có thể tìm đến bằng Google Maps. Nhận báo giá gọi ngay. Đấy, các cái tài khoản quảng cáo rồi các cái liên kết ở trên cái Google là rất là đầy đủ nha. Khi thiết kế cái này là giúp cho bạn cái nhân hiệu của bạn xuất hiện nhanh trên Google, và nó sẽ giúp cho bạn ở cái hàng top. Người ta đưa bạn lên ấy rồi, đường kinh doanh nghiệp thì cũng đang còn một số cái thông tin nữa chưa cập nhật, nên là giới thiệu bạn đầy đủ bạn bạn không nhận được. Kiếm này. Đấy. Thì với cái tên của bạn đây, thì trên công cụ tìm kiếm là sẽ xuất hiện là 8.060.000 kết quả, và trong vòng 0,65 giây, 0,65 giây, tức là dưới đến 1 giây nó trên 8.060.000 kết quả, nó dài như thế. Đấy, khoảng 8.060.000 kết quả và xuất hiện trong 0,65 giây. Các bạn thấy rất là hữu ích không? Cái xuất hiện là nhân hiệu của bạn xuất hiện nhanh thế, rồi dịch vụ của bạn xuất hiện nhanh thế, tuyệt vời luôn. À, và bạn sẽ không phải mất thời gian, có những người mất thời gian và rất nhiều năm để mới xuất hiện được nhân hiệu lên, và hoặc là họ phải dùng rất nhiều công cụ khác nhau để mà người ta mà xem cái nhân hiệu người ta lên. Đấy, thì ở đây thì về cơ bản là nó sẽ như này, một nhân hiệu của bạn đây là một số cái trang của bạn đây xuất hiện này. Next là Facebook này, Google Business này. Đấy. Thì cái Google Business này, tài khoản kinh doanh của bạn nó sẽ là giúp cho bạn rất là tuyệt vời, nó nhanh xuất hiện. Còn đây tài khoản của bạn đây, đấy là đánh giá, đây dịch vụ của bạn đây. Sản phẩm dịch vụ đó, địa chỉ đây tòa nhà CDT 8B The Park Nam Cường, khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội đó. Người có cái muốn trải nghiệm xài thông tin nạp thì đến đây với bạn ạ, số điện thoại 091 599 6096. Ok, xin cảm ơn mọi người. Và tôi kiểm tra đây tổng quan video, đây video đã xong. Bây giờ thì cái là chúng ta tải video lên, chuyển đến phân tích dữ liệu này. Đấy, ý tưởng này. Đấy, ý tưởng bảo vệ kênh này, chúng ta sẽ nó bắt đầu này. Xác minh 2 bước này. Đây. Thì các bạn nhớ là phải xác minh cái tài khoản của mình, xác minh cái đấy là của mình nhé. Bảo vệ tài khoản của bạn bằng xác minh 2 bước này.
Đó, mỗi khi bạn đăng nhập vào tài khoản Google của mình thì bạn sẽ cần mật khẩu mã xác minh này. Đấy, thì cái này thì để mà giới thiệu thêm rất là nhiều mất nhiều thời gian hơn thì đây bảo mật nhân tài khoản của bạn nhé. Với xác minh hai bước bạn sẽ được bảo vệ tài khoản của mình bằng cả mật khẩu điện thoại. Lý do cần xác minh hai bước nhé, thứ nhất là cách thức hoạt động của xác minh hai bước của cái xác minh hai bước thì lý do là tại sao bạn cần xác minh hai bước là hãy tưởng tượng bạn mất quyền truy cập vào tài khoản của mình và mọi nội dung trong tài khoản khi kẻ xấu đánh cắp mật khẩu của bạn. Họ có thể đăng xuất bạn khỏi tài khoản đó tại một số hành động sau: xem xét tỉ mỉ hoặc thậm chí xóa tất cả các mail, danh sách liên hệ, ảnh vân vân của bạn, mạo danh bạn và gửi mail không mong muốn hoặc có hại đến các địa chỉ liên hệ của bạn. Thứ ba là sử dụng tài khoản của bạn để đặt lại mật khẩu cho các tài khoản khác của bạn ở ngân hàng, mua sắm, vân vân. Đấy, nó rất quan trọng như thế mà. Cách thức thức xác minh hai bước này và hai bước bảo vệ này, hai bước xác minh và hai bước bảo vệ này thì ai có thể lấy cắp mật khẩu của bạn dễ dàng hơn bạn nghĩ? Sau khi chúng ta thực hiện bước này nhé, với bất cứ tác vụ phổ biến nào sau đây cũng có thể khiến bạn có nguy cơ bị đánh cắp mật khẩu sử dụng cùng mật khẩu trên nhiều trang web. Tải xuống phần mềm từ internet, nhấp vào liên kết trong thông báo, bạn tránh những cái này nhé, tránh trong ba nguy cơ này. Đó. Một là sử dụng cùng mật khẩu trên nhiều trang web, hai là tải phần mềm từ internet, ba là nhấp vào liên kết trong thông báo bằng email. Đấy thì bạn phải xem xét trước khi bạn nhấp vào cái liên kết trong thông báo email là một, thứ hai là tải phần mềm về bạn cũng xem xét nguồn gốc nhé. Và cái vấn đề tránh nữa là bạn sử dụng cái tài khoản mật khẩu của bạn thì bạn đừng có sử dụng là tất cả các cái trang của bạn chung một mật khẩu. Nếu mà chung một mật khẩu thì khi mà nó đánh cắp được một cái rồi thì nó sẽ lần ra các cái tài khoản khác của bạn và nó sẽ hack luôn cả các tài khoản khác của bạn. Xác minh hai bước có thể giúp bạn ngăn những kẻ xấu đột nhập ngay cả khi họ có mật khẩu của bạn. Đó, xác minh hai bước tức là kể cả nó có mật khẩu của bạn nhưng mà nó vẫn phải xác minh qua cái công cụ của bạn. Trừ trường hợp bạn mất công cụ đó, mất điện thoại hay mất cái máy tính thì là kẻ gian có thể vào được tất cả. Còn trường hợp mà bạn không mất máy tính, không mất điện thoại thì đấy. Hãy tham gia cùng người triệu người khác để tham gia hoàn có to tính bảo mật mạnh mẽ xác minh hai bước bắt đầu. Thêm lớp bảo mật bổ sung, nhập mật khẩu mã xác minh duy nhất được gửi đến điện thoại của bạn, tránh những kẻ xấu ra. Nếu ai lấy được mật khẩu của bạn thì cũng sẽ không đủ để đăng nhập tài khoản của bạn. Tức là còn thiếu công cụ nó không thể đăng nhập vào tài khoản của bạn được. Đã, trừ trường hợp là bạn coi như là cho nó công cụ luôn, bạn mất công cụ luôn thì tức là bạn sẽ mất cả. Rồi, vào xong mình hai bước được bật từ ngày 2 tháng 2 đó. Năm 2021 tôi đã xác minh trên tài khoản của bạn rồi. Bước thứ hai bạn sử dụng có mật khẩu, khóa bằng mật khẩu. Sau khi có mật khẩu hãy sử dụng các bảo mật bạn hoàn tất được đăng nhập. Rồi nhắc Google. Sau khi nhập mật khẩu hệ thống sẽ gửi lời nhắc Google theo phương thức an toàn đến mọi điện thoại bạn đăng nhập. Bạn chỉ cần nhấn vào thông báo để xem lời nhắc đăng nhập để ngừng nhận lời nhắc trên điện thoại. Cụ thể hãy đăng xuất qua điện thoại đó. Nếu đăng nhập vào tài khoản Google trên các điện thoại đủ điều kiện, bạn sẽ nhận được lời nhắc của Google như một phương thức bổ sung cho tính năng xác minh hai bước. Đó, vậy. Cái sử dụng thêm cái ứng dụng Authentic Current trên Android đã được thiết lập, tôi thiết lập rồi này và xác minh bằng những tin nhắn văn bản này, tôi đã thiết lập rồi, mã dự phòng cũng có rồi, tất cả cái này đã thiết lập hết rồi. Ok, xong.
Và cách thiết lập như thế nào thì có thể các bạn không biết thì các bạn sẽ liên hệ với tôi thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết lập nhé. Thiết lập đầy đủ các cái dạng ứng dụng bảo mật như thế này, ví dụ như các cái ứng dụng đó rất là hữu hiệu nha. Chắc mình em bước đã bật nha. Đấy. Mật khẩu này đã xác nhận nhé. Điện thoại này, mail này, để khôi phục này, câu hỏi này. Đó, như thế. Các bước khác, ok xong. Điểm mới trên kênh, điểm mới này, quy trình kênh sư thôi, bảo quyền của Jesus cách làm mờ mới, năng làm mờ mới xem có tính năng gì, bảo quyền của riêng tư của bạn với tính năng làm mờ mới thông báo quan trọng nữa, đặc biệt công cụ làm mờ video trong studio để mang lại giao diện hoàn toàn mới giúp bạn linh hoạt hơn và kiểm soát tốt hơn, nhờ đó bạn có thể làm mờ chính xác như phần mong muốn trong video. Giờ đây bạn có thể thay đổi kích thước của vị trí những vùng làm mờ cũng như sử dụng các hình dạng khác nhau, hình bầu dục, hình chữ nhật để làm mờ các vùng đã chọn. Chúng tôi cũng cấp bạn dễ dàng tìm thấy công cụ làm mờ và sử dụng nhanh hơn. Giờ đây bạn có thể chủ động sử dụng tính năng làm mờ hoặc ứng phó với các khiếu nại về quyền riêng tư ngay cả tại trình chỉnh sửa màn toàn màn hình trong YouTuber Studio mà không cần phải mờ mờ một thẻ mới. Lưu ý rằng bạn có thể sử dụng các công cụ làm mờ mới bằng cách chọn video bất kỳ trong danh sách video, chuyển đến trang chi tiết video rồi chọn trình chỉnh sửa. Đó. Đó, có cái công cụ đó nó tặng rất hữu ích. Ok. Cần đặt vào chưa đâu, hết rồi. Không cần đặt. Vấn đề là bây giờ trên tài khoản thì của bạn ấy thì sẽ không cái đường link tài khoản của bạn đây là bình thường thì người ta không cho bạn thiết lập ngay cái tên mang tên bạn đâu, mà nếu kênh tài khoản của bạn muốn chuyển đổi được tên thì bạn phải có 40.000 à quên 100 người đăng ký kênh của bạn và hoạt động tài khoản của bạn đã phải hoạt động được một tháng, trên một tháng 100 người đăng ký và hoạt động trong một tháng thì bạn mới đổi được cái tiền đề này. Đó. Bạn sẽ là thêm vào đây là Nguyễn Bảo Hường chẳng hạn hay là cái gì đó. Đấy, thì nó sẽ mang cái tên thương hiệu có đuôi gắn của bạn ở trên cái đường link đấy, bạn gửi cho bất cứ đâu. Ở đây thì phần phụ đề, đây là phần phụ đề nhé. Đấy. Bạn có thể là vào video và bạn thiết lập các phụ đề. Thứ hai là về bản quyền thì nó sẽ thông báo đây những gì vi phạm bản quyền, thông báo đây kiếm tiền thì bạn có thể đăng ký kiếm tiền đây. Thông báo cho tôi khi tôi đủ điều kiện đấy, cần đạt 1.000 nha, người đăng ký là 1.000, xem công khai cần đạt 4.000 đó. Bạn muốn kiếm được tiền thì thứ nhất là phải có 1.000 người đăng ký, thứ hai là cái số lượng người xem công khai phải cần đạt được 4.000 rồi. Chưa. Xem công khai được tính như nào thì những giờ xem hợp lệ của các trang video đang ở trạng thái công khai mới được tính trong điều kiện để tham gia chương trình đối tác của YouTuber. Đây là cách để bạn kiếm tiền nhé, của YouTuber nhé. Tức là những cái video của bạn bạn phải đăng ký ở trạng thái công khai nhé, không phải là trạng thái không công khai hoặc là trạng thái chỉ mình tôi nhé, mà phải trạng thái công khai mới được tính làm đối tác. Thứ hai là những video phát ở kệ câu chuyện và video ngắn hoặc thuộc các chiến dịch quảng cáo thì không được tính trong điều kiện để tham gia chương trình đối tác của YouTuber. Tức là bạn có những cái câu chuyện hoặc những video ngắn
hoặc là nó những video nó thuộc cái chương trình quảng cáo, cái gì quảng cáo của bạn đối với sản phẩm, đối với dịch vụ nào đó thì nó sẽ không tính cho bạn. Bạn nhớ điều đó. 4.000 4.000. Đây. Đi check. Nhân viên đánh giá sẽ dựa chính sách ưu tiên về kiểm tra nội dung thực hiện chính sách kênh của bạn. Nhân viên đánh giá không thể kiểm tra mọi video lên, có thể họ sẽ tập trung vào nội dung kênh của bạn, chủ đề chính. Các video có nhiều lượt xem nhất, các video mới nhất, lượng thời gian xem nhất, dữ liệu video bao gồm tiêu đề, thu hình thu nhỏ và nội dung mô tả. Sẽ dựa vào những cái này, nhân viên đánh giá sẽ dựa vào những cái này để người ta đánh giá. Những nội dung trên chỉ là ví dụ về nội dung của nhân viên đánh giá của YouTuber xem xét. Lưu ý rằng nhân viên đánh giá thì của YouTuber có thể có quyền kiểm tra các phần khác trên kênh của bạn để biết kênh có tuân thủ với chính sách hay không, vẫn đã tuân thủ cộng đồng này đó. Để trở thành một cái cộng đồng lành mạnh thì bạn phải tuân thủ nguyên tắc cộng đồng. Đấy, nếu mà không đủ điều kiện tham gia kiếm tiền thì sẽ bị khó, bị xóa khỏi những khu vực vi phạm nguyên tắc cộng đồng. Bạn sẽ bị xóa khỏi. Người tham gia sáng tạo, tham gia kiếm tiền để biết rằng nguyên tắc của chúng tôi không chỉ áp dụng cho từng video mà áp dụng cho toàn bộ kênh. Dưới đây là nguyên tắc cộng đồng, tức là áp dụng cho toàn bộ kênh của bạn, không phải mỗi một cái video nào đó. Thứ hai là mánh khóe lừa gạt. Lôi kéo hành vi gian lận. Đó. Dùng cái hình thức câu kéo spam, hành vi lừa đảo dân lận, lận sự an toàn của người sáng tạo, người xem là đối tác ưu tiên hàng đầu chúng tôi. Chúng tôi rất mong bạn hợp tác để cùng chúng ta bảo vệ cộng đồng sôi động độc đáo này. Bạn cần hiểu rõ nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi là vai trò nguyên tắc trong trách nhiệm chung của chúng ta giữ gìn an toàn cho YouTuber. Vui lòng đọc, dành thời gian đọc kỹ chính sách bên dưới. Từ 19 tháng 12, chúng tôi bắt đầu triển khai chính sách liêm chính cho bầu cử tổng thống để áp đề cập bên dưới. Đối với nội dung về cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2020, theo đó chúng tôi gỡ bỏ những nội dung gây hiểu lầm cho người mọi người đều đăng tải từ ngày 19 tháng 12. Đó là những nội dung gây hiểu lầm bằng cách cáo buộc những rằng những sai sót hoặc hành vi gian lận trên diện rộng đã làm thay đổi kết quả cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2020. Chúng tôi đã bắt đầu đưa ra các cảnh báo đối với các nội dung mới được đăng tải bầu cử tổng thống Mỹ, nhưng mà sẽ có ảnh hưởng đến toàn cầu giống như người dùng hoặc YouTuber cũng như Facebook, có thể là sẽ ảnh hưởng bởi vì bầu cử tổng thống Mỹ rất quan trọng trong hai cái kênh này thì nó là xuất phát từ Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Đấy. Đấy. Và rất nhiều nội dung khác nhau từ liêm chính trong bầu cử, nội dung câu kéo trong video, siêu dữ liệu hoặc hình thu nhỏ gây hiểu lầm, nội dung truyền thông tin bị bóp méo cản trở cử tri, gây trở ngại việc tham gia điều tra dân số, tư cách ứng cử viên, kích động hành vi cản trở quy trình dân số, phân phối tài liệu bị đánh cắp, hành vi lừa đảo, nội dung câu kéo có trả thưởng, nội dung câu kéo trong bình luận, lợi dụng sự kiện trực tiếp. Điều gì sẽ xảy ra nếu nội dung vi phạm chính sách này, tức là nếu nội dung của bạn bị vi phạm chính sách này thì YouTuber sẽ xóa nội dung đó và thông báo với bạn qua mail. Nếu đây là lần đầu tiên bạn vi phạm trong nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi thì bạn sẽ bị nhắc nhở mà không phải nhận hình phạt nào đối với kênh của bạn. Nếu đây không phải là lần đầu tiên vi phạm thì kênh của bạn sẽ phải nhận cảnh cáo. Nếu bạn nhận 3 lần cảnh cáo thì chúng tôi sẽ chấm dứt kênh YouTuber của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm Học viện Sáng tạo. Bạn có thể là những người sáng tạo nội dung kênh đó, sáng tạo nội dung kênh thì bạn sẽ được coi là những người sáng tạo. Giờ tôi lượt qua để các bạn tìm hiểu. Đấy, bài học 1 là nguyên tắc cộng đồng, bài học 2 là nội dung kêu dâm mình và thân, bài học 3 là hận thù,
và học 4 là spam mà học 5 là súng ống. Đấy, tất cả những cái này bạn không được phép nha. Nguyên tắc cộng đồng là bạn không được phép đưa vào. Và học 6 là gây hại và nguy hiểm. Bài học 7 an toàn cho trẻ em. Bài học 8 tổ chức tội phạm bạo lực. Bài học 9 là bạo lực. Bài học 10 là hoạt động bán hàng hóa và dịch vụ bất hợp pháp hoặc được quản lý. Bài học 11 quy dối, hình quy dối. Bán hàng hóa dịch vụ bất hợp pháp. Câu hỏi nội dung nào bị coi spam? Đấy. Bạn quan tâm đến cái nội dung này thì bạn cần phải xem kỹ nhá. Rõ những cái nội dung này mà thật sự mà nói các bạn cũng cần phải xem kỹ. Gồm có 11 bài học bạn xem kỹ trước khi sử dụng không sẽ vi phạm. Vi phạm cái quy định của YouTuber. Vi phạm cái tiêu chuẩn cộng đồng. Đó. Mình chỉ video kênh cho người chưa đăng ký video nổi bật đây, bạn sẽ thêm hai cái video này để khi mà phát trên trình đầu tiên này, để xuất hiện trên công cụ tìm kiếm thì bạn phải thêm vào hai cái video này nha. Video giới thiệu kênh cho người chưa đăng ký, video nổi bật dành cho người đăng ký cũ, tức là người đăng ký cũ rồi thì bạn sẽ làm cái video nổi bật vào đấy. Còn nội dung cho người đăng ký cũ thì tức là người ta đã đăng ký cũ rồi thì bạn sẽ làm được đấy. Đây là phần thêm vào, bạn thêm vào, bạn thêm vào bao nhiêu thêm. Đấy, thêm vào các video tải lên phổ biến, video ngắn đăng trực tiếp sự kiện trực tiếp trước đây, sự kiện trực tiếp sắp tới, không phải đơn danh phát đất tạo nhiều danh phát khác. Thư viện âm nhạc thì cung cấp cho bạn các âm nhạc để bạn có thể chèn vào video. Đó. Và những cái nhạc này thì nó đã được bạn sẽ không vi phạm bản quyền. Một trường hợp mà những cái nhạc khác thì bạn sẽ vi phạm bản quyền thì nó sẽ bị gỡ bỏ hoặc là không được phát. Cái này đối với kênh mới thì nó như thế. Và cái kênh mới thì nói thật các bạn là nó cũng còn rất là nhiều cái nội dung cần phải xem xét, nhưng mà hiện tại thì thời gian thì nó cũng có hạn, mà video này cũng chỉ giới thiệu cho các bạn luôn là cài đặt thế này thôi. Đấy, để hỗ trợ cho các bạn mình vấn đề là cài đặt sơ bộ. Còn đây khi bạn tải video lên, bạn bấm vào đây nhé, tải video lên, phát trực tiếp thì bạn bấm vào đây. Tải video là bấm vào đây. Đó. Ví dụ tôi sẽ làm đây, chọn tệp. Đó, bạn chọn bất cứ một video này. Bạn bấm open và nó sẽ xuất hiện lên đây và tôi làm thử nhé. Và cái phần này thì nó sẽ, nếu mà bạn không ấy thì nó cũng sẽ lưu phần nhạc nhé. Đây nhá, tiêu đề bạn phải viết tiêu đề vào đây nhá, mô tả bạn viết vào đây nhá, hình thu nhỏ bạn sẽ tự chọn cho mình, hình thu nhỏ sẽ tải lên đây, danh sách phát bạn nhớ chọn nhá. Danh sách phát hiện tại bạn chưa tạo danh sách phát thì bạn tạo danh sách phát này. Đó, ví dụ như là đây là tài liệu không đấy, bạn sẽ công khai thì bạn bấm công khai nhá, riêng tư bạn để riêng tư, không công khai dưới tạo kênh như thế nhá, và bấm chữ tạo đó. Và bạn muốn thêm một danh phát nữa thì nhiều danh sách phát càng ok, nó đều sẽ cho bạn, cái công cụ đều cho bạn tạo rất nhiều danh sách phát khác nhau. Ví dụ giờ nhạc không lời đó, công khai. Và cái công khai này là để cho khi bạn lưu ở đây thì cái người khách của bạn vào xem trang của bạn thì người ta cũng xem được cả những cái phần này nhé, danh sách phát này.
Đó. Thì đấy, sau khi bạn 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 lưu vào danh sách sách phát thì bạn bấm vào đây, tích vào đây nhé. Ví dụ như bạn muốn lưu vào danh sách phát nào, bạn tích vào đây, bạn đây sau lưu cái link xong thì bấm xong. Ví dụ thế đây thông ấy. Thứ hai là lúc nãy hướng dẫn nha, các bạn là không chọn một cái mặc định ở trong kia, thì bây giờ bạn ra đây bạn phải chọn một trong hai nội dung này. Nếu bạn không chọn một hai nội dung này thì bị khi bạn phát đấy là nó sẽ có những cái hạn chế, như là nó sẽ không cho người ta sẽ không cho bạn phát lên, hoặc người ta sẽ xem xét là nếu bạn vi phạm mà nội dung này thì bạn sẽ bị gỡ hoặc là sẽ không được phát nha. Thì bạn có chọn này, chọn nội dung có hay không này. À, không à, ví dụ này, có này. Đấy. Xong rồi sau khi xong rồi thì bạn bấm tiếp vào đây. Đấy. Bấm tiếp vào đây thì nó sẽ đến cái phần ô tròn thứ hai là cái thành phần video xem xong, và đến cái phần tiếp theo là chế độ hiển thị thì bạn có thể sửa cái tiêu đề của bạn. Có thể đấy. Và thứ hai là bạn muốn muốn giới thiệu cái video này ra ngoài thì bạn copy cái đường link và bấm vào đây. Copy là bạn ra bạn dán paste vào các cái trang kênh của bạn, các đội nhóm của bạn gì đó trên các cái Facebook, Zalo, fanpage gì đó, thì bạn dán cái đường link vào. Và sau khi cái video này xong xuất hiện thì người ta nhấp vào cái đường link của bạn rồi nó sẽ vào đúng kênh của bạn làm xem video của bạn. Ok. Vậy là đây là đã xử lý xong, nhưng mà tôi thì tôi không 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 đưa vào. Đó, thì về cơ bản là hướng dẫn qua cho các bạn như thế. Thế còn cái phát trực tiếp thì ở đây tôi cũng hướng dẫn luôn là cái phát trực tiếp thì về cơ bản là chúng ta sẽ không phát được trực tiếp bởi vì chúng ta chưa đủ tiêu chuẩn. Chúng ta muốn phát trực tiếp được chúng ta phải đủ 4.000 lượt người xem đó. Thì cái vấn đề là bạn muốn phát trực tiếp thì nó không cho phát, nó không phải phát được phát ngay trực tiếp mà bạn phải phát qua webcam hoặc là phần mềm phát trực tiếp. Thì cái webcam thì ở trên cái máy tính của bạn hoặc là trên điện thoại của bạn, nhưng mà điện thoại thì thường phát trực tiếp nó sẽ khó hơn, phát trực tiếp điện thoại thì gần như là không phát được, chỉ có phát trực tiếp trên cái máy tính xách tay của bạn đây, hoặc là có webcam như cái máy tính để bàn mà có webcam thì cấu hình mạnh thì bạn sẽ phát trực tiếp bằng cái webcam, tức là bạn ngồi trên trước màn hình như tôi đang ngồi đây thì không phát trực tiếp được. Vì thứ hai là phát bằng phần mềm thì bạn phải tải một cái công cụ phần mềm, công cụ phần mềm đó về thì công cụ đó sẽ hỗ trợ cho bạn. Đây công cụ này, công cụ này nó sẽ hỗ trợ cho bạn phát video lên YouTuber. Thế là bạn sẽ phát đây và nó sẽ chuyển lên cái trình phát video trên YouTuber của bạn. Các bạn hello. Mấy này mạng là hơi kém nên là vấn đề là nó có cái sự chậm chạp. Đây là tài khoản của tôi. Vậy tôi giới thiệu sơ qua cho các bạn để các bạn biết được. Đây thì cái phần này á, là thì là sang tiếng Việt nhé. Đó thì tức là nó sẽ mẫu thông minh cho kênh YouTube của bạn đây. Đó, có nhiều cái ứng dụng lắm, có đây có ứng dụng và nó còn một cái ứng dụng khác nữa cơ. Ứng dụng khác thì có thể phát trực tiếp luôn. Và đây thì nó cũng có rất nhiều cái trình tạo văn bản.
tạo cái để mà bạn phát lên trên YouTuber theo cái mẫu dạng mẫu định định mẫu này, trong mẫu phát cho người dùng trên cái mẫu dễ nhất này, đưa kênh YouTuber lên hàng đầu, tạo thương hiệu cho YouTuber đấy, như vậy. Và xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái bản video của tôi ngày hôm nay, và tôi mong rằng là sẽ chia sẻ với các bạn được một số cái điều hữu ích trong cái việc mà tạo kênh YouTuber, để các bạn có thêm công cụ để thứ nhất là chia sẻ các cái trạng thái cá nhân này, chia sẻ những cái lưu giữ những cái điều tốt đẹp của các bạn trong cuộc sống, rồi trong công việc, kể cả là các bạn thực hiện nó trở thành một cái kênh bán hàng, kênh dịch vụ cho các bạn, kênh kiếm tiền cho các bạn. Đó, thì rất là nhiều cái YouTuber là những cái vlog của những cái thành viên mà người ta kiếm tiền của Việt Nam ấy, đang có nổi tiếng rất là nhiều đấy. Các người kiếm tiền một tháng có từ trên 100 triệu đến gần 200 triệu đấy, hoặc là vài chục triệu một tháng, thì bằng cái kênh YouTuber này đấy. Nhưng quan trọng là để mà kiếm tiền được như họ thì bạn cần phải có cái số người đăng ký kênh của bạn rất là nhiều. Thứ hai là số đối tượng người xem kênh của bạn là có lên đến 40.000. 40.000. 40.000 thì các bạn sẽ bắt đầu kiếm tiền. Đấy, 40.000 lượt người xem hiển thị, và cái lượt tìm kiếm rồi cũng như là cái tag thì nó quy định, theo quy định của YouTuber thì bạn sẽ bắt đầu kiếm tiền, mà kiếm tiền của bạn thì nó sẽ thông qua cái việc mà bạn được nhiều người hâm mộ và nhiều người xem, thì cái việc mà bạn sẽ quảng cáo công cụ mà YouTuber người ta sẽ cài các cái quảng cáo vào trên cái video của bạn, bởi vì tần suất xem của bạn với cái kênh rất là nhiều, thì những cái hiển thị cái quảng cáo trên kênh của bạn sẽ giúp cho cả hai bên, cả YouTuber lẫn bạn đều kiếm được, đều có doanh thu đó thì từ người cần quảng cáo người ta trả cho YouTuber, và YouTuber sẽ trích lại là khi trả lại cho bạn. Đó, thì bạn sẽ bắt đầu kiếm tiền được từ đó. Bởi vì cũng rất vui là khi chia sẻ được các bạn một phần nho nhỏ nào đó. Thế còn những cái video tiếp sau thì sau này tôi sẽ giới thiệu sâu hơn một chút. Thế thì hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Nếu các bạn thấy hay thì hãy đăng ký kênh của tôi, và hãy like, share, chia sẻ, rồi comment, và các bạn đóng góp cho tôi để tôi có thể hoàn chỉnh kênh của mình hơn. Nếu yêu quý tôi thì nhớ bấm vào cái phần có cái nút quả chuông nha. Khi bạn muốn chuyển đổi tài khoản, bạn bấm vào đây nhé. Và bạn muốn chuyển sang tài khoản khác, nếu bạn có hai tài khoản, ba tài khoản, bạn bấm chuyển đổi tài khoản. Và tài khoản sẽ sang tài khoản khác. Tài khoản khác thì bạn sẽ thực hiện kiểm soát theo đây khi là tôi đấy. Thì khi các bạn vào, các bạn có một cái hình quả chuông vàng vàng thì các bạn bấm, thì những cái gì mà tôi chia sẻ xuất hiện sẽ xuất hiện đầu tiên, thì bạn sẽ là nhận người nhận được cái video đầu tiên mà tôi phát ra này. Xin cảm ơn tất cả mọi người nha, xin chào, chúc mọi người đón nhận được những cái giá trị từ những cái sự chia sẻ không những từ tôi mà rất là nhiều người đang có cái sự trao đi về kiến thức, rồi trao đi về cái sự giúp đỡ hỗ trợ mọi người, thì hãy đón nhận một cách từ khôi nha. Xin cảm ơn.
Xin chào, hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo. Xin cảm ơn.